Đấy, thế bà con con Kubota GT 140 nè, có đề luôn nè, bấm đề là chạy nha, đề sạc luôn nè, sạc tự động là đầy là động ngắt bình nè. À, lúc bà con cắm đề là bà con cắm dây điện là cắm dây điện vô đây nha, cắm điện vô đây, đây cắm dây điện vô đây, cái cổng nóng á, cổng nóng vô đây nha, cổng nóng vô đây. Nó mắc cuộc dưới đây nha bà con. Đây, GT 140 14 ngựa, 2500 vòng trên phút, 2000 tối đa là 2500 vòng trên phút. Tốc độ trung bình là 2400 vòng trên phút. Phẩm này được bảo hành 1 năm nha bà con. Kubota GT 140 đẹp bà con này, đề với không đề mẫu cũng thứ bà con, khác một đề thôi. Này bác kim đây, rất đẹp nha, mã rất là sắc sảo, đèn đuốc ok luôn, đèn này có pha cốp được luôn nha bà con. Đây tắt đèn đây, pha gần pha xa đó, đây con dành bà con nào làm mà dàn sới ban đêm hay chạy game ban đêm là có điện xài luôn á, còn sạc điện thoại là câu ở đây sạc nè đó, rất đẹp nha, nước sơn rất là trắng trẻ, rất là sắc sảo, sơn rất bóng bà con ơi. Mẫu này sản phẩm này bảo hành bà con 1 năm nha, đẹp, đề hay không đề mẫu cũng thứ rồi, khác đề luôn bà con. Bà con nhớ 100 giờ làm vệ sinh này bà con. Đây mẫu không đề nè, 140 không đề nè, rất đẹp, nó khác giống nhau hết, khác có đề không đề thôi. Nó không lấy đâu, nó sạc và điện thoại luôn rồi con, đầy đủ luôn, đèn pha gần pha xa luôn, dành chỉ dành sới ban đêm luôn. Cả sản phẩm được bảo hành bà con 1 năm nha, mẫu rất đẹp. Kubota GT 140 rồi, bà con nào có nhu cầu luôn 0886357.